Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hoang Dã Việt. Hôm nay mình đi thăm bầy sóc anh em ạ. Nhưng mà mình vừa mới vào, một em đã dính bên kia rồi kìa. Mình vừa mới vào tức thì luôn. Thì bên này đã có một em dính đang giãy đây. Đây, mình quay cho anh em xem này. Đó, anh em thấy không? Đây, cái đầu tiên rồi đã dính em nó rồi này anh em ơi. Đây. Một chú sóc đực. Con này cũng còn tơ anh em ạ, rất đẹp. Đấy, nó đang cào như đưa võng. Mình để đây. Cái con này cũng ở gần xe mình để đây, bây giờ mình đi lên thăm mấy cái ở phía bên kia anh em ạ. Mùa này bảy sóc lớn rất chi là dễ nha anh em. Tại vì cái mùa này con sóc nó không có, nó ít thức ăn cho nên là nó cũng không sinh sản, cho nên là mình bảy cũng rất chi là dễ. Nó háo ăn dữ lắm. Nhiều cái mình vừa mới đi bảy mà mình đập mới được có 2-3 cái thôi là quay lại là nó đã dính sau lưng rồi. Cho nên là mùa này đi bảy sóc lớn là rất chi là thích hợp. Mà trời cũng nắng dễ đi nữa. Cái tiếp theo này anh em ơi. Thấy đang còn mồi. Úi giời, buồn thiệt anh em ạ. Mồi đang còn này. Anh em có nhìn thấy không? Nó cắn đứt dây của mình rồi. Cái cây này là dính 3 con này nha anh em. Đó, cắn đứt 3 cái rồi này, 3 sợi dây cáp của mình luôn. Cái này là do mình đi thăm không có thường xuyên. Mình đặt từ hồi sáng mà bây giờ mình mới đi thăm. Đó, dây cáp nó cắm từ lưa luôn này. Nó cắn đứt rồi, mà mồi vẫn đang còn anh em này. Con nó xảy rồi. 2 cái nhưng mà đều dính hết. Một cái đang còn nhưng mà cái này bị cắn đứt rồi. Mình có nghi ngờ hôm nay sẽ dính nhiều đâu. Mình vừa mới nghe tiếng sóc chạy xong. Có khi nào nó dính không? Nếu mà nó dính là cái con khác nó ở gần nó sẽ giãy. Nó ở gần anh em, khi nào đồng bọn nó bị dính là nó chạy nó nhảy ghê lắm. Không dính rồi. Vậy là nó ăn xong rồi nó đi rồi. Vòng vẫn đang còn này. Nó cũng ăn rồi mà nó kéo vòng lên anh em này. Con này là con sóc tơ anh em ạ. Khá là đẹp. Giờ mình bắt con này để lên kia thăm những cái khác. Con mới dính anh em này, rất chi là khỏe luôn. Đẹp vô cùng. Con này cũng khá to chứ không có phải tơ lắm đâu anh em ạ. Con này chắc cũng phải được 2 năm rồi. Năm mấy 2 năm rồi. Rất chi là đẹp luôn. Này, anh em thấy không? Đẹp vô cùng. Rồi, giờ mình đi thăm cái khác. Cái này bị dính nha anh em này. Nó dính nó lôi dây cáp xuống bị sẩy anh em này. Nó sợ rồi. Mồi vẫn đang còn.
giờ mình sẽ móc lại. Rồi, mình móc xong rồi đó anh em. Đây cái thòng này, mồi đây. Ở đây có cái lỗ của nó này, anh em thấy không? Đó. Gần nụ mối luôn anh em. Điểm lý tưởng luôn ạ. Chỗ này có ai đặt bẫy cạp mà lấy bẫy luôn này. Này, anh em thấy không? Cái này nhiều khi đi chân đất vô là bị dính chưởng ngay. Úi trời ơi, lại dính một em nữa rồi này anh em ơi. Quá đẹp luôn. Đấy. Ô, đứt dây cáp luôn anh em ạ. Tài thiệt. Đúng là đen ghê anh em ơi. Này, bẫy nhầy luôn. Đứt dây cáp luôn rồi. Sảy luôn rồi. Mồi vẫn đang còn. Uổng quá anh em ạ. Mình đi hơi trễ. Sảy rồi, sảy rồi. Ở đây mình làm một cái mà đã bị ăn mồi rồi anh em. Mà vòng vẫn không bị gì hết. Chắc là chim ăn mồi rồi, chứ không phải là sóc ăn. Cái này cũng bị dính mà sảy ra anh em này. Nó tự rút dây ra luôn này. Con này chắc dính cổ quá. Còn một cái cuối cùng nữa thôi anh em ạ. Là hết rồi. Hồi nãy mình mới đi thăm 3-4 cái mà cũng chẳng dính. Bị chim ăn mồi hết anh em. Cái này cũng không dính luôn rồi. Không phải là không dính mà lại bị sảy anh em ạ. Này, nó kéo dây xuống dưới đây rồi này. Nó lại quay lên, nó ăn hết mồi luôn rồi. Ngày mai mình vô mình nhé, cài lại. Hôm nay rất đáng tiếc anh em ạ. Nếu như mình đi sớm thêm một chút nữa là được thêm 2 con rồi. Rồi mình cho em nó vào lọ, tối về mình đã cho nó vô lọc. Con này là con sóc đực. Hồi nãy sảy cũng là con sóc đực anh em ạ. Rất đáng tiếc. Nhưng không sao, ngày mai mình sẽ tăng cường thêm cát thêm một chấm nữa anh em ạ. Để hạn chế những cái xác suất nó bị cắn đứt nhiều quá. Khi nó dính anh em, nó nhảy, nó cứ tưa, cái chân nó cào, nó xước cáp ra, xong rồi nó cắn, cái nó cứ nhảy vòng tròn hồi, cái dây cáp ở đó nó bị bờn, nó sẽ tự nó đứt. Nó vừa cắn, nó vừa nhảy, chứ không phải là tự nó cắn đứt được. Rồi, hôm nay mình chỉ được có con thôi. Cái bờ này mình đã cài
4 lần rồi nhưng mà ngày nào cũng dính anh em, ngày nào cũng dính 2-3 con rồi. Có hôm nay được một con này. Rồi, hẹn gặp anh em ở clip sau. Ngày mai mình sẽ tiếp tục đi cài tiếp. Và ngày mai mình sẽ đổi cái bờ khác để cài, hy vọng là nó sẽ dính nhiều hơn cho anh em xem ha.